Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 17 tháng 6, Sở sẽ khẩn trương triển khai công tác chấm thi vào lớp 10 trung học phổ thông 2021, phấn đấu hoàn thành chấm thi lớp 10 vào ngày 28 tháng 6 và công bố điểm thi các môn chậm nhất là vào ngày 30 tháng 6. Sau khi công bố điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường trung học phổ thông công lập, hệ chuyên và không chuyên. Sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh có nguyện vọng theo học tại một nguyện vọng trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học từ ngày 1 cho đến ngày 3 tháng 7 năm 2021 bằng hai hình thức trực tuyến hoặc là trực tiếp.